Xin chào anh em nhé, lại là mình kẹo ngon ma miền và hôm nay mình quay trở lại để giới thiệu anh em tất cả các dòng kẹo nhập bên mình đang bán anh em nhé. Và trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì mình xin phép anh em, những anh em nào đang xem video của mình thì cho mình xin một đăng ký kênh để mình đến được tương tác với anh em và anh em bật chung thông báo lên để nhận được những chương trình chiên mới nhất bên mình nhé. Đó. và cách thức mua ăn hàng bên mình thì anh em đặt hàng mình sẽ ship siêu cho anh em anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em như hàng nhà mình là không đồng kiểm nhé anh em tin tưởng thì mua hàng anh em không tin tưởng thì có thể có shop khác nhé và trong mùa dịch này thì mình vẫn đang còn chương trình trên khách hàng đó là anh em mua một cân sẽ được tặng thêm hai nặng để sử dụng anh em nhé Đấy. và đầu tiên giới thiệu anh em là cái mẫu đặt ăn mập bên mình nhà mình có 5 chấm và 6 chấm Đấy, 5 chấm thì nhà mình có đầy đủ từ 5.5 đến 5.56 cho anh em luôn còn 6 chấm nhà mình có 635 và số 40 anh em nhé Đó riêng cái mẫu đẳng ăn mập này thì nó rất dễ chơi nó không lên cành nhá và chơi nó rất hiệu quả luôn Đó. tất cả đều là chỉ mềm nhập trên công nghệ đóng máy anh em nhé anh em yên tâm luôn về chất lượng đây là chỉ mình mới nhập về được một thời gian ngắn thì nó sẽ như thế này Đó. khi để đông ngày thì nó sẽ đen đều anh em nhé đen đều như này còn màu sắc thì nó không ảnh hưởng đến chất lượng còn nếu mà chỉ mới nhập thì nó sẽ như cái mẫu monster này Đó. nó sẽ màu trắng anh em nhé Mẫu này thì mình bao chuẩn cho anh em là 130 m nhé và bao lắp xe là 90 m. Đó. Viên kẹo rất là sắc nét luôn, với tròn đều 100%. Đấy. anh em yên tâm luôn về chất lượng bên mình nhé. Đó. còn đây là 552 này. Đó. nhà mình có đầy đủ kích thước luôn, anh em có thể tăng size khi chơi đâu nghề cảnh bị mòn anh em nhé. Đó. Đấy về tròn đều chuẩn 100 luôn không một chút bao góc cạnh nào nhé và tất cả hàng nhà mình đều không qua xử lý viên nên kích thước rất là chuẩn đó còn đây là dòng 6 chấm nhá riêng dòng 6 chấm thì nó thêm về sức phá nên được công phá của nó cực kỳ mạnh luôn đó viên kẹo nó to hơn Đấy. anh em chơi 635 mà lỏng thì anh em có thể đến 640 Đấy. cho nó phù hợp với kích thước cảnh nhá đó hiện tại là mình đang bắn mạnh nhất cái mẫu này anh em nhé, riêng dòng đằng ăn mập này lúc nào mình bắn chạy nhất luôn và mình đang bán mẫu này là bốn trăm rưỡi anh em mua một cân sẽ được tặng thêm hai nặng để sử dụng nhé và tiếp theo đến cái mẫu đặc dài nhá đặc dài thì nhà mình chỉ có năm năm thôi anh em nhé Đấy. cái mẫu này thì độ vươn của nó sẽ tốt hơn cái mẫu ngắn mập nhưng nó sẽ hơi kiên cảnh nhá cả anh em nào mà chơi được thì chơi rất là sướng luôn rất trộm một cái xa và độ vươn của nó cực kỳ tốt anh em nhé Đấy. mình cũng bán là bốn năm rưỡi còn đây là mẫu tư mẫu tư nhà mình có 5 chấm và 6 chấm Đấy. Mẫu Monster nó sẽ dài hơn mẫu lấm gắn mập Nhưng mà lại ngắn hơn cái mẫu lạc dài anh em nhé Mẫu này thì độ vươn của nó cực kỳ tốt Và chơi nó cũng không kén cành anh em nhé Mẫu này thì mới ra thị trường Như hiện tại nó đang làm mưa làm gió luôn Đó. Mẫu này mình đang bán là 500 nghìn Đó. Còn đây là 6 chấm này Anh em nên trải nghiệm thử nhé Hiện tại đang rất nhiều anh em chơi mẫu này Đó. Vì nó đang làm mưa làm gió luôn còn đây là cái mẫu xuyên phá GP nhé Rất phù hợp cho anh em đi rừng luôn Cái mẫu này Đấy, Nhà mình có từ 4 chấm đến 6 chấm cái mẫu này thì sức phá của nó cực kỳ mạnh luôn Đấy, Về độ xuyên thấu thì kinh khủng luôn anh em nhé Còn đây là 6 chấm này Cái mẫu này cho anh, những anh em nào mà Em thú lưới là một phát là gục luôn Không có cơ hội để chạy anh em nhé Mình đang bán 450 mẫu này nhá, Mua một cân sẽ được tặng hai nặng Còn đây là mẫu sờ lung, lung quân nhập thì dây đít nõ mẫu này cũng là một dạng xuyên phá anh em nhé đó mẫu này thì sức phá của nó thì nó là thuộc dạng phá diện rộng đấy khi bị trúng mục tiêu thì cái vết thương nó rất là rộng rất là to còn cái mẫu này thì nó xuyên rất là mạnh đấy. mẫu này thì xuyên cực kỳ mạnh là một phát thủng còn cái mẫu này thì nó không thủng nhưng mà uh, khi bem trúng mục tiêu viên kẹo nó sẽ nở ra nên là uh, cái vùng sát thương rất là to đó. Và mẫu này độ chính xác của nó cực kỳ cao luôn. Những anh em nào đem trên trăm mét thì anh em chơi mẫu này rất là hiệu quả. Mình có thể bao chuẩn cho anh em tới 150 mét nhé. Đó. Và mẫu này mình đang bán là 500 nghìn. Anh em mua một cân sẽ được tặng hai nặng nhé. Và anh em mua hàng thì liên hệ với hai đầu số trên clip. Xin chào anh em nhé.